Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm trên nước ta, nhưng trong ký ức những cựu chiến binh vẫn vẹn nguyên bao kỷ niệm vui buồn và ưu tư. Những tháng năm gian khổ đánh giặc gắn bó với núi rừng Trường Sơn là sự thử thách phẩm chất người chiến sĩ giải phóng vượt lên tất cả. Như câu chuyện của người lính mà tác giả Vũ Quốc Khánh thể hiện trong truyện ngắn Cám Dỗ sau đây. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Minh Nguyệt. Đang vào mùa khô, mùa chiến dịch, kho của Toan ngày nào cũng nhộn nhịp, khi thì xe đến nhập kho, khi thì xe các đơn vị hành quân qua đến lấy hàng. Một mình Toan vừa quản lý trông coi vừa xuất nhập hàng hóa. Công việc thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Hàng đến cứ theo phiếu mà nhập, hàng đi cứ theo phiếu mà xuất. Theo dõi sổ sách đã có cấp trên mà cũng chẳng mấy khi cấp trên đến kho được. Có những hôm suốt ngày Toàn hết xuất nhập gạo lại đến bột trứng, lương khô, thịt hộp, tối tăm cả mặt mũi, mệt phờ. Tuy vậy, mệt nhưng vui. Mùa chiến dịch năm nay quân đi như chảy hội, khí thế tiến công của quân ta xem chừng sôi nổi lắm. Toàn lính trẻ cả, quần áo còn thơm mùi hồ. Chẳng bù cho Toàn quần áo cấp năm ngoái, nhưng bốc vác nhiều đã sờn rách cả. Năm nay quân khu chưa thấy cấp. Gọi là kho nhưng là kho dã chiến, nên chỉ là các nhà chôn sông lợp bằng bạt, hàng hóa xếp trên các kệ bằng cây rừng, phủ thêm lượt bạt nữa. Kho của Toan có nhiệm vụ trung chuyển hàng hóa, nên hàng nhập đến đâu, xuất đến đó, không tồn nhiều lắm. Trời đã về chiều, đồng hồ mới chỉ 4 giờ, mà trong rừng già đã sầm sầm. Toan đang thu xếp chuẩn bị nghỉ, thì có đơn vị đến lấy hàng. Xuất hàng xong, thì thủ trưởng đơn vị đó gặp Toan, nói: "Đơn vị tôi đang hành quân vào chiến dịch, thì gặp một người bụng mang dạ chửa đi lạc giữa rừng. Chị ấy nói đã lạc mấy ngày nay, người yếu lắm. Đơn vị đang hành quân gấp, không biết làm thế nào. Đề nghị đồng chí cho đơn vị gửi lại đây. Lúc nào có xe đến giao hàng, nhờ đồng chí gửi xe cho chị ấy về tuyến giao hộ." Toan đồng ý và đưa chị ta vào một góc kho, chỉ cho chị ta dọn dẹp lấy chỗ mắc võng, rồi bảo chị ta xuống suối tắm thật nhanh, còn về ăn cơm, không trời tối lại phải dùng đèn dầu. Quay ra để kiểm tra kho, lúc vào Toàn vẫn thấy chị ta quanh quẩn. Hỏi ra mới biết chị ta chẳng có quần áo gì mang theo. Toàn đành lấy quần áo mình đưa cho chị ta tắm rửa. Tối đến Toàn mới biết chị ta cũng không có võng. Toàn đành kê tạm mấy miếng bạt xuống đất cho chị ta ngủ tạm. Đến khổ, kể cả có võng mà bụng mang dạ chửa thế, chị ta cũng không nằm được. Đêm hôm ấy, Đài Phát thanh Giải phóng đưa tin ta đã mở chiến dịch đánh chiếm Buôn Mê Thuột. Bản tin chưa dứt thì đài đã ọ ẹ, tắt mất vì hết pin. Tiếc quá! Giữa rừng xanh núi đỏ, cánh lái xe giao hàng thỉnh thoảng cho được viên pin nghe đài. Giờ pin đã hết, thật là buồn. Bữa ăn trưa hôm sau, Toàn mới nhìn rõ chị ta. Đó là một người khoảng ngoài 20 tuổi, tầm thước, ưa nhìn, trắng trẻo, dáng dấp đôn hậu. Khuôn mặt bầu bĩnh, hiền từ, con mắt thoáng những nét buồn nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, đài cát. Chị ta có bầu chắc khoảng 7-8 tháng. Toàn hỏi:
Tên cô là gì? Quê ở đâu? Sao lại đi lạc trong rừng thế? Cô ta nghẹn ngào thưa. Dạ, em tên là Mai, người thị xã Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Tín. Chồng em làm trung úy, vì không có tiền đút lót cho ông quận trưởng nên bị điều lên làm đồn trưởng đồn Phước Thịnh, cách thị trấn Tiền Phước gần chục cây số. Em lên theo mới được ít ngày. Mấy hôm rồi quân cách mạng đánh vào đồn, chồng em chẳng may trúng đạn chết. Thuộc cấp của ông kéo em bỏ chạy vô rừng. Nhưng em bụng mang dạ chửa nên lạc họ, chẳng mang được quần áo, đồ ăn thức uống gì. Em chưa đi rừng bao giờ, lạc lối mấy ngày, vừa đói vừa khát. May được các anh cứu, cho ăn uống, chứ không có thì chết trong rừng mất. Thôi được, cô ở tạm đây, mai có xe đến giao hàng tư gửi về tuyến sau, rồi tìm đường mà về quê. Ở đây giữa rừng, giữa núi, không biết đường nào mà đi đâu. Trong lúc chờ đợi, có gì cần thì gọi cho tôi. Tôi tên là Toan. Hôm sau, và liên tiếp các ngày sau nữa, không thấy có xe hàng nào. Bộ đội cũng không có đơn vị nào đến nhận hàng như trước. Toan không biết thế nào, ruột nóng như lửa đốt, không gửi được Mai về tuyến sau. Nhỡ cô ta sinh con ở đây, thì Toan biết xoay sở làm sao. Điều lo lắng của Toan càng ngày càng thực tế. Hàng tháng sau cũng chẳng có ai bén mảng đến cái kho giữa thâm sơn cùng cốc của Toan thật. Mai đã ộ ệ lắm rồi, chẳng biết sinh nở lúc nào. Quần áo Mai nhất bộ, đành rằng có thể mặc quần áo của Toan. Nhưng nếu sinh nở thì lấy đâu ra tã lót. Mai chưa sinh con lần nào, Toan càng không có kinh nghiệm. Vì lấy vợ xong là vào chiến trường ngay, đã làm gì có con mà biết. Dù sao cũng phải tính đến khả năng xấu nhất xảy ra, không gửi được Mai về tuyến sau trước ngày sinh nở. Kinh nghiệm mấy năm ở chiến trường cho Toan biết cần phải chuẩn bị để đáp ứng phù hợp với các tình huống. Đồ ăn thức uống Toan không sợ, hàng trong kho có, nếu phải dùng thì dùng vì nhiệm vụ. Cấp trên hỏi vẫn giải trình được, chỉ còn lo các việc khác thôi. Toàn giặt mấy bộ quần áo cũ đã rách của mình phơi khô rồi đưa cho Mai xé ra để làm tã lót. Anh đi kiếm lá phơi khô, lót làm ổ, che chắn chỗ nằm cho Mai. Giặt các miếng bạt rách, phơi làm chiếu và chăn. Múc nước vào các can nhựa dự trữ, chuẩn bị bếp, xong đồi, phục vụ cho Mai khi cần. Ở giữa rừng chuẩn bị được như thế là chu đáo lắm rồi. Mai rất cảm động trước sự chăm lo của Toàn. Cô thấy Toan như chỗ dựa vững chắc của mình. Cô tin cậy anh, bởi từ khi đến đây, mặc dù giữa rừng già hoang vắng lại chỉ có hai người, nhưng Toan chưa hề có điều gì sàm sỡ với cô. Anh chăm lo cho cô như người anh trai chăm lo cho em gái vậy. Cả những điều cần thiết của người phụ nữ khi sinh nở, Toan cũng hỏi cô. Cô biết anh là người rất cẩn trọng và chu đáo. Cô thật sự tin cậy anh và thanh thản giao phó mình cho anh mà không hề phải đắn đo suy nghĩ gì. Rồi việc đến cũng phải đến. Một buổi sớm, Mai thấy đau bụng dữ dội. Mai lờ mờ đoán mình sắp sinh con. Toàn căng thẳng tột độ nhưng cũng vội vàng chuẩn bị mọi thứ để đỡ đẻ. Đồng thời không quên luôn mồm động viên khích lệ Mai. Đau bụng vật vã từ sớm đến trưa, cuối cùng đứa bé cũng cất tiếng khóc chào đời. Tiếng khóc to và khỏe làm Toan nhẹ cả người. Toan đã trở thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ và đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Ơn trời, sau khi sinh nở, sức khỏe của mẹ con Mai rất tốt. Mai nhiều sữa, con lúc nào cũng no, chẳng quấy khóc gì, ngủ yên thiên thít. Toàn chăm sóc cơm nước cho Mai chu đáo, điều kiện ở rừng thiếu thốn, nhưng như thế cũng là quá đủ để Mai an tâm. Trước đây cuộc sống của cô trên nhung dưới lụa, kể cả khi lên thăm chồng ở đồn, Mai cũng có người phục vụ chu đáo. Nay rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, nhưng với tấm lòng bao dung độ lượng, chăm lo chu đáo của Toàn, Mai cảm thấy thật là may mắn. Trong lòng cô thầm cảm ơn Toàn mà không biết lấy gì đền đáp được công ơn này. Cô chỉ biết nhìn anh với cặp mắt biết ơn, trìu mến. Thấm thoát, con Mai đã được 3 tháng. Đã vào mùa mưa, trời đất lúc nào cũng sầm sì âm ầm. Nhân một hôm đánh bẫy được con chồn, Toan làm bữa ăn cải thiện và bảo Mai làm lễ đặt tên cho con.
Mai thật thà bảo: công lao của anh với mẹ con em quá lớn. Không có anh thì mẹ con em đã chết trong rừng sâu núi thẳm rồi, chứ làm sao có ngày hôm nay. Vì vậy em muốn anh hãy coi con em như là con anh. Em giao con cho anh hãy nhận làm cha mà đặt tên cho cháu. Toàn cười hiền hậu. Ừ, cô nói thế thì tôi nhận. Tôi đặt tên cháu là An. Cô thấy có được không? Mai thực sự xúc động. Kể từ khi cô đến đây, thi thoảng cô mới thấy Toàn cười. Khuôn mặt nghiêm nghị của Toàn làm cho cô tin tưởng, nhưng cô thấy hơi ngại ngại. Nay cô thấy anh cười vừa hiền từ, vừa toát lên vẻ vị tha chất phác. Cô nắm lấy tay anh. Em đã giao phó tất cả số mệnh em cho anh. Anh bảo thế nào, em xin vâng thế ấy. Nhưng anh ơi, anh hãy gọi em là em và xưng anh với em cho phải lẽ. Chẳng lẽ 4 năm tháng nay mà anh em mình còn khoảng cách xa đến thế ư? Anh đã nhận là cha bé An rồi, thì anh cũng bằng lòng với lời em để cho em thanh thản, được không anh? Toàn chưa kịp trả lời, thì Mai đã ôm chặt lấy anh như sợ anh đi mất. Hơi ấm từ người phụ nữ, một con, truyền sang anh rừng rực. Đã bao năm nay, anh chưa được một lần đụng chạm tới người phụ nữ. Giờ đây, người anh như mê đi, như bay vào thế giới huyền ảo thần tiên. Cơ thể anh rung lên, tê cứng, mụ mẫm, không nói được lời nào. Phải một lúc sau, anh mới lấy lại được thăng bằng. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Mai ra, dịu dàng bảo: em bế con đi, kéo nó lạnh. Mai bất giác nén một tiếng thở dài, lòng cô như tê dại, đờ đẫn. Toàn đối xử với Mai dịu dàng hơn so với trước. Cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười anh dành cho Mai thắm thiết hơn. Thỉnh thoảng lúc rỗi, anh bế cô An, nựng nó ra chiều quý mến lắm. Điều đó làm cho Mai vô cùng sung sướng. Cô muốn ôm giết lấy anh, muốn dành cho anh sự chiều chuộng. Muốn chăm lo cho anh như chăm lo người bạn đời gắn bó của mình. Nhưng còn với Toàn, vẫn còn một khoảng cách. Một khoảng cách không dễ gì vượt qua được. Một hôm, Toàn nói với Mai: anh sốt ruột quá, không biết sao dạo này không có tin tức gì của cấp trên. Anh định ngày mai tìm đường về hậu cứ xem sao. Em ở nhà trông nom kho tàng cho anh nhé. Anh làm sao biết đường? Giữa rừng rú thế này đi lạc thì chết. Rồi mẹ con em biết bấu víu vào đâu. Em sợ lắm. Anh cứ theo vết xe mà đi. Anh đổ rằng từ đây về hậu cứ khoảng 3 ngày đi bộ chứ mấy. Anh mang theo khoảng 50 cân lương khô là dư sức. Ngày đi đêm ngủ, có tăng võng rồi, lo gì. Đi khoảng 4 ngày mà không thấy đơn vị thì anh lại quay về. Em cứ an tâm, anh đi rừng quen rồi, không lạc được đâu. Mai không dám cản nữa. Sáng hôm sau, Toan lên đường. Mai xem xét chuẩn bị mọi thứ cho anh và bịn diện tiện anh. Những ngày vắng Toan, Mai như ngồi trên đống lửa. Chưa bao giờ cô thấy trống trải và hoang mang đến thế. Cô nhớ Toan xa xiết. Ban ngày thì ngóng ngóng trông chờ bóng Toan quay về. Đêm nằm ôm con mà lòng thổn thức, nước mắt cứ trào ra dù cố gắng không muốn khóc. Chỉ mong sao cho trời sáng. Rồi thì 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày vẫn không thấy Toan trở lại. Ngày thứ 11, Mai như phát điên phát dại, tuyệt vọng bế con, dò theo vết xe còn lờ mờ trên mặt đất đi tìm Toan. May cho Mai quá, gần trưa Mai gặp Toan đang về. Mai mừng quýnh lên, đặt vội con xuống vệ cỏ, ôm choàng lấy Toan, khóc nấc lên như một đứa trẻ
lâu ngày được gặp mẹ. Toàn kể cho Mai nghe đã đi dòng giã 4 ngày nhưng không thấy tăm hơi hậu cứ ở đâu. Vết xe ngày cũ cỏ đã phủ đầy. Có lẽ lâu lắm rồi không có ai đi lại. Toàn cố đi thêm một ngày đường nữa mà không thấy gì, đành quay trở lại. Hai ngày qua người mỏi mệt quá, thành ra đi không nhanh như trước. Hai người về đến kho thì chiều đã muộn. Mai chuẩn bị cơm nước. Toàn chơi với bé An một lúc rồi đi tắm rửa. Đang ăn dở bữa thì Toàn lên cơn sốt rét. Rét từ trong lòng rét ra. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Tất cả võng bạt, quần áo, cái gì có thể đắp được, Mai đều dành đắp cho Toàn mà người Toàn vẫn cứ sung lên. Toàn gồng cả người mà không hết rét. Dù đống củi được Mai nhóm lên hồi tối vẫn đang đỏ rực. Anh đang trong cơn sốt cao, mê sảng. Mai ôm con nằm đè lên Toan, cô cảm thấy như Toan bớt run hơn. Thì là tốt rồi, cần phải ôm chặt Toan, dùng thân mình sưởi ấm cho Toan, chắc sẽ có hiệu quả. Không còn gì để quấn cho con, Mai ngó quanh quất dù biết chẳng có ai, rồi cởi áo quấn cho con ngủ. Đặt con sang bên, Mai chui vào ổ ôm ghì lấy Toan, mong được ủ ấm cho Toan trong cơn sốt rét. Trời đã lờ mờ sáng, cơn sốt rét của Toan xem chừng đã dịu, hơi thở của anh đều đều. Anh đang ngủ ngon. Mai trở dậy cho con bú. Bầu vú đang căng sữa, thằng bé háu ăn, rít chuồn chụt. Cho con ăn xong, Mai mới thấy buồn ngủ ghê gớm. Cô chui vào ổ, ôm Toan và giấc ngủ đến với cô thật ngon lành. Trong mơ, cô thấy đang được ôm Toan trong vòng tay yêu thương của mình, tận hưởng hơi ấm của người đàn ông sau bao ngày xa cách. Cô mỉm cười sung sướng, mãn nguyện. Gần trưa, thằng An đẫy giấc, oe oe khóc. Mai vội dậy chăm con, định lấy áo quấn cho con đêm qua mặc, nhưng thằng bé đã đái ra ướt sũng. Mai đành mang rũ chờ phơi khô rồi xuống suối tắm. Dòng nước mát rượi làm cô thấy sảng khoái. Mai đỏ mặt khi tự ngắm cơ thể chắc lằn nõn nà của mình cùng đôi gò bồng đảo đầy đặn nhô cao kiêu hãnh ngâm trong làn nước trong vắt. Tắm xong, quần áo vừa giặt hết cả, lại nghĩ rằng Toan còn đang ngủ. Mai cứ thế không mảnh vải che thân từ suối đi về lán. Mai không ngờ Toan đã dứt sốt và đã tỉnh ngủ, nhưng vẫn nằm trong ổ nhìn về phía suối. Thấy Mai lên, Toan không dám cựa mình, sợ Mai biết mình thức sẽ xấu hổ. Ở cùng Mai lâu ngày, biết tình cảm của Mai, nhưng chưa bao giờ Toan được ngắm Mai, ngắm thân hình vệ nữ đầy đặn, đầy đam mê của Mai kỹ đến như bây giờ. Trong lòng Toan dấy lên một cảm giác đặc biệt. Anh muốn vùng dậy, tận hưởng đầy đủ những gì Thượng Đế ban cho anh và anh xứng đáng được hưởng từ Mai. Anh biết chắc rằng Mai sẽ không bao giờ từ chối, sẽ dành cho anh sự tuyệt diệu. Nhưng bỗng chốc, anh nghĩ về Liễu, vợ anh. Anh chợt nhắm mắt, nhớ về mối tình của mình. Là con út của chủ tịch xã, sau khi học xong trung học thương nghiệp trên tỉnh, Liễu được bố trí bán hàng tại cửa hàng thương nghiệp của xã. Liễu cao ráo, mặt mũi sáng sủa, da trắng, tóc dài và đặc biệt là đôi mắt lúng liếng, sắc như dao cau đã làm các chàng trai dù mới gặp cô lần đầu cũng phải hồn siêu phách lạc. Toàn cũng vậy, từ ngày đang là sinh viên năm thứ ba, chưa đi bộ đội, anh đã say cô như điếu đổ. Rồi anh cũng mạnh dạn tỏ tình với cô trong kỳ nghỉ hè năm ấy, dù biết rằng có nhiều người đang theo đuổi cô. Cô nhận lời anh bởi vẻ chân chất hiền lành của anh. Vào lính được một năm, về phép nửa tháng trước khi đi bê, bố mẹ anh mang chầu cau sang nhà ông chủ tịch để xin cưới Liễu cho anh. Thế là họ nên vợ nên chồng. Hết phép, anh vào bê và được phân công trông coi kho này đến nay đã được 3 năm. Những lá thư hàng năm mới tới tay người nhận, nhưng tình cảm của anh dành cho Liễu lúc nào cũng đầy tràn, không bao giờ anh nghĩ sẽ phản bội cô. Chợt anh nghe có tiếng động, anh mở choàng mắt. Thì ra Mai đã vào ổ và ngồi cho con bú.
Bốn mắt gặp nhau, Mai yên lặng nhìn anh, ánh mắt như phan lơn cầu khẩn. Lát sau, đặt con xuống ổ, Mai lật đám tăng bạt lên, vẫn không một mảnh vải che thân, ôm choàng lấy Toan. Bầu vú cương cứng áp vào mặt anh, giọng nghẹt ngào, khê đặc. Anh ơi, em yêu anh lắm. Anh có biết những ngày anh đi vắng, em nhớ anh đến thế nào không? Bây giờ thì em quyết không để anh đi mất đâu. Em dành cho anh tất cả đấy. Anh chiều em đi. Toàn như con mãnh thú ghì chặt lấy Mai, hít hà mùi thơm da thịt quyến rũ của Mai và chắc chắn việc gì đến sẽ sắp sửa phải đến. Chính lúc đó, cặp mắt lúng liếng, sắc như dao cao của Liễu bỗng như hiện ra, nghiêm nghị nhìn Toan. Cơ thể của Toan bỗng mềm nhũn, mồm miệng đắng ngắt, các cơ bắp trùng xuống oặt oẹo. Anh đỡ Mai dậy, nhìn sâu vào đôi mắt tê dại, ngỡ ngàng của Mai, nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ cương quyết. Mai ơi, không được đâu em, anh còn vợ ở nhà, anh còn tổ chức nữa, thông cảm cho anh, đừng trách anh em nhé. Mai run run bám vào anh, giọng van nài tha thiết. Em không bao giờ giành anh khỏi tay chị ấy đâu. Em chỉ muốn anh thương em, thương số phận em lúc này thôi. Còn sau này anh quên em ngay cũng được. Em không đòi hỏi cũng như ràng buộc trách cứ gì anh đâu. Chiều em một lần thôi cũng được, anh nhé. Một lần nữa, Toan nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ vòng tay Mai đang ghì chặt lấy mình. Mai bật khóc nức nở, rũ rượi như con gà bị cắt tiết. Toan đỡ Mai, lấy quần áo của mình mặc cho Mai. Mai đờ đẫn gục vào lòng Toan, khóc không ra tiếng. Mấy hôm sau, Toan lại đi tìm về hậu cứ một lần nữa, nhưng về phía ngược lại. Mai ở nhà mong ngóng hàng ngày cùng với nỗi lòng thổn thức, y như lần trước vậy. Nửa tháng sau, Toan trở về cùng hai xe GMC của tỉnh đội. Bây giờ thì Mai mới biết đất nước đã giải phóng được nửa năm. Vì không có đài, lại ở giữa rừng già Trường Sơn, không dân cư, không người qua lại, nên cả Mai và Toan không ai hay biết gì. Đơn vị cũ của Toan phải di chuyển gấp, phục vụ cuộc tiến công thần tốc của quân ta, nên không ai kịp báo cho Toan biết. Đến khi giải phóng xong, biết bao việc phải làm, nên không ai nhớ còn có một kho hàng còn ở giữa rừng già, thâm sơn cùng cốc. May mà Toan đã tìm được một buôn của đồng bào ED, nhờ đồng bào đưa về báo cáo cơ quan tỉnh đội. Sau đó, Mai và con được đưa về đoàn tụ cùng gia đình. Toan được chuyển ngành về trường cũ học tiếp. Hôm chia tay, Mai rơm rớm nói với Toan. Em không bao giờ quên được anh. Bé An đã là con anh. Em không bao giờ lấy ai khác. Em nguyện mãi mãi là vợ anh. Dù anh chưa một lần động chạm, chưa một lần đồng ý. Anh về nhà, nhớ giữ gìn sức khỏe và ghi thư cho em, anh nhé. Toàn ôm Mai từ biệt và đặt lên trán cô một nụ hôn. Về đến nhà, Toàn đau đớn hay tin Liễu đã bỏ về nhà bố mẹ vì có con riêng với người khác và chờ Toàn về để giải quyết ly hôn. Ngày đầu người tình của Liễu là con một ông to trên huyện và cũng đắm đuối vì cặp mắt lúng liếng, sắc như sao cau của cô. Bố mẹ anh tóc bạc phơ phác, tiểu tụy vì nhớ con, thương con. Toan như phát điên phát dại, bỏ ăn uống mấy ngày liền, cứ nằm trừng trừng nhìn lên mái nhà. Rồi thì mọi chuyện cũng phải xảy ra. Toan và Liễu chia tay nhau sau một phiên tòa chỉ còn là thủ tục. Rồi Toan cũng bình tâm trở lại. Trong khi chuẩn bị về trường học tiếp, anh nhận được thư Mai. Anh run run bóc thư. Mắt anh nhòe đi khi đọc những dòng thăm hỏi của Mai. Không có một chữ yêu thương nào trong thư, nhưng anh thấy tất cả tình yêu chân thành sâu sắc mà Mai đã dành cho anh. Bất giác, trong lòng anh dấy lên một tình cảm yêu thương vô bờ bến đối với Mai mà bao lâu nay anh đã kìm nén.
Thưa các bạn, chiến tranh đã qua đi gần 40 năm. Với độ lùi thời gian, nhiều tác phẩm văn học, trong đó có truyện ngắn đề cập đề tài này với những suy ngẫm thấu đáo, không xuôi chiều. Truyện ngắn Chuyện tình xuôi vắng của nhà văn Phạm Thanh Quang thêm một lần nhắc nhớ về quá khứ rất đỗi tự hào với những số phận đi qua chiến tranh, nhất là người phụ nữ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Chuyện tình xuôi vắng của nhà văn Phạm Thanh Quang. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hồng Huệ. Vào hai bên má chàng, mặt hơi ngửa xa một chút, ngắm nghía rồi reo khe khẽ. Mặt anh toàn trăng là trăng, trăng thành giọt, giỏ rơi thánh thót. Chàng ôm ghì lấy nàng, nhìn vào đôi mắt ướt long lanh, nơi ấy toàn là trăng, trăng vàng, trăng tím, trăng xanh. Cái màu lung linh huyền diệu cứ ánh lên mời mọc, dạo dực, thổn thức, mà chỉ tình yêu mới thấy rồi thốt lên. Em nói ra câu nào cũng như là thơ ấy. Trăng thành giọt, giỏ rơi thánh thót. Chao ơi, thơ là như thế, chứ còn tìm ở đâu. Sau này hòa bình thống nhất, em nhất định thành nhà thơ. Nàng cười, dùng ngón tay trỏ chí mạnh vào má chàng hổn hển. Chỉ được cái lẻo mép, cái miệng kìa, dễ ghét chưa? Họ trao cho nhau cái hôn đắm đuối. Dòng suối Bà Hào róc rách chảy dưới chân. Vạt cỏ ướt đẫm sương đêm. Những bụi tre đồng đành bám hờ bên suối ướt đẫm sương đêm. Giữa khuya thanh vắng, trăng như chưa sáng thế bao giờ. Một vùng trời đất chiến khu thẫm màu vàng bạc, óng ánh như ngọc ngà tỏa sáng. Nàng là Giao Liên, một mình ở một trạm. Ngày dài đêm thâu, thân gái dặm trường, bộ bà ba đen bó gọn thân hình mảnh mai, chiếc khăn rằn vắt chéo qua vai, khẩu súng cạc bin nhô quá đầu, dáng nhanh nhẹn, đôi chân trắng muốt ngọc ngà bước thoăn thoắt dẫn đầu hàng quân. Hình bóng ấy đã in đậm trong tâm trí anh ngay từ lần đầu tiên nàng dẫn đường cho đơn vị chàng hành quân xuống chiến trường tham gia chiến dịch Lô 2 Long Khánh những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh là đại đội trưởng một đơn vị cao xạ của quân khu. Mỗi lần hành quân như thế, chàng dẫn đầu hàng quân. Nhiều khi phải chạy đứt hơi mới theo kịp nàng để khỏi bị lạc. Có lần theo kịp được nàng thì quay lại đằng sau chẳng còn ai, anh cáu. Từ Hà, chỉ còn mỗi mình tôi với cô, đánh đấm cái gì? Đằng sau đứt liên lạc rồi, đi gì mà như bay vậy? Anh em người ta mang vác pháo nặng nề, làm sao mà theo kịp? Nàng dừng lại, hào hển ngọt ngào, cố xua đi cái mệt nhọc tưởng chừng đứt hơi thót ruột. Anh à, phải ráng một chút, không thì không kịp thời gian đến địa điểm tập kết. Em còn phải bàn giao đơn vị anh cho người ta, rồi lại nhận đoàn thương binh của đoàn 10 dẫn về dưỡng bệnh ở hậu cứu trong chiến khu. Anh nhìn gương mặt trắng xanh, tiếng nói hổn hển, sự kìm nén mệt nhọc trong giọng nói ngọt ngào cùng mùi dầu thơm thoang thoảng trên người nàng tỏa ra. Bỗng nhiên thấy cái cáu gắt trách móc của mình thật vô cớ và nhẫn tâm quá, đành gãi đầu nhăn nhó. Hừ, nhưng mà... Thôi... Em ngồi nghỉ ở đây chờ anh quay lại đón đơn vị. Mỗi lần đi chiến dịch về, anh vờ đi bắn chim săn thú để ghé thăm nàng. Những lần như thế, nồi cháo chim cu đậu xanh tỏa hương ngào ngạt giữa hai người. Họ xì xụp ăn uống chuyện trò, hào hển tình tứ, nhưng vẫn giữ được khoảng cách tình bạn, cho dù tình yêu đã đến độ rực cháy thành ngọn lửa, có khả năng thiêu đốt mọi khoảng cách cản trở, để trao hết cho nhau những gì trắng trong tinh túy nhất của cuộc đời. Đang ăn cháo, bỗng anh hỏi. Tư Hà này, em ở một mình như thế này không sợ à? Những ngày đầu run thấy mồ,
chỉ một cơn gió nhẹ lá rừng xào xạc cũng tưởng như có hổ báo ma mãnh đến vồ mình lôi đi, nhất là những đêm khuya khoắt nằm ngủ nhưng vẫn phải để khẩu súng ngang bụng, hai tay cứ nắm chắc lấy nó. Giết rồi cũng quen, chẳng còn biết sợ là gì nữa. Ăn một mình, làm một mình, nói năng một mình, cười một mình, ngủ một mình. Em ở đây được 3 năm rồi đó. Thế nhỡ có loại ma sống, nó vờ thân thiện như anh thế này rồi bất ngờ nó hành động thì sao? Anh hỏi kỳ cục. Nhưng nói thiệt, em chẳng ngán. Những người phụ nữ bị bọn khốn nạn làm nhục, nguyên nhân chính vẫn là do chị ta. Trong trường hợp như thế, đàn ông bao giờ cũng có những sơ hở, thiếu gì cách lừa nó để mà quật lại. Nói như vậy chắc là em đã có nhiều kinh nghiệm. Anh nói kỳ cục quá. Nhưng nói thật, đôi khi em cũng phải tưởng tượng ra tình huống như thế để mà nghĩ cách đối phó. Chỉ sợ nhất là khi lòng mình bị siêu, mình không đủ khả năng để cưỡng lại mình thôi. Thế bây giờ có siêu tí nào không? Anh kỳ thiệt đó. Cứ tán tỉnh kiểu vậy là em nghỉ chơi với anh luôn. Mỗi lần ghé thăm nàng ở trạm Giao Liên, anh thường dốc sức trai tráng của mình ra để tu sửa cho nàng cái bếp hoàng cầm, cái hầm chữ Z và đào cho nàng cả cái giếng để mỗi khi em soi gương mặt mình dưới giếng, em lại nhớ tới anh. Nàng lại vốc lên vốc nước, thoa vào mặt anh rồi hỏi nhỏ nhẹ. Nói gì đi anh? Sao nay anh buồn thế? Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ về những trận đánh tới đây, rất có thể là những trận đánh cuối cùng của chiến tranh, và sau đó chúng ta có còn được gặp nhau nữa không? Ừ, đêm nay trăng sáng quá. Anh Quyết nè, quê anh có gần Hà Nội không? Gần. Ừ. Sao em lại khóc? Trăng sáng quá. Ừ, trăng sáng quá. Đừng anh, trăng sáng. Anh đừng bỏ em nghe. Đây là Ủy ban Nhân dân xã. Mời các anh các chị xuống xe và chúng ta vào giao lưu, nghe Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã báo cáo thành tích của địa phương để các anh chị làm tư liệu phục vụ cho sáng tác. Trưởng đoàn văn nghệ nói, làm cắt ngang dòng suy tưởng của Quyết. Trong lúc Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã nói chuyện về thành tích của địa phương, Quyết lẻn sang xã đội nhờ một dân quân dẫn đến bờ suối Bà Hào, nơi xưa kia anh và Tư Hà chỉ một lần trao cho nhau những tình cảm trong trắng nhất cuộc đời trước khi bước vào chiến dịch xuân 1975. Quyết hồi hộp xốn sang, trái tim đập loạn xạ, giống như ngày đầu giải phóng trở về quê hương yêu dấu sau hàng chục năm chinh chiến ở chiến trường. Tất cả vẫn như xưa, chỉ khác là có căn nhà lợp lá trung quân đơn sơ nhưng khá xinh xắn. Quyết gọi to mấy câu, nhưng chủ nhà đi vắng. Anh đi vòng quanh nhà một lát, rồi ngồi nghỉ trước hiên. Anh kiếm ai? Một thiếu phụ ngoài 40 tuổi, mặc bộ bà ba đen, chiếc khăn đen bịt kín mặt, chỉ hở hai con mắt, tay cầm con dao và nắm lá cây bước tới. Nghe tiếng hỏi, Quyết giật mình ngẩng lên ấp úng. Dạ, tôi đi thực tế sáng tác, ghé căn cứ cũ. Nhà chị ở đây à? Mời anh vô uống nước. Thiếu phụ chống phên liếp cửa mời khách vào. Khi vừa rót xong ly nước nâng lên mời khách, nhìn kỹ gương mặt của người vừa tới, tay thiếu phụ run run, giọng lạc đi bối rối. Quyết, hai Quyết phải không? Đúng rồi, cái mắt, cái chân mày kìa. Trời ơi! Sau câu nói, ly nước tuột khỏi tay thiếu phụ rớt xuống bàn, chị gục xuống ngất đi. Quyết bối rối đỡ thiếu phụ dậy, kéo tấm khăn che mặt chị ra sững người. Trời! Tư Hà! Sao em lại ở đây? Quyết và Tư Hà đã gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Một khoảng thời gian đủ cho người ta quên đi tất cả và cũng đủ để phải nhớ tất cả những gì mà suốt cuộc đời không thể nào quên. Sau những phút giây bất ngờ xúc động đến ngất xỉu, họ tĩnh tâm trở lại,
hỏi han trò chuyện về nhau bình thường, cho đến khi anh vô tình động đến điều thiêng liêng, hay cũng có thể là một nỗi đau, nỗi căm tức gì đó của nàng qua một câu hỏi rất bình thường. Sao em lại dại dột thế? Tự mang thân mình đến đầy ải nơi rừng sâu heo hút. Từ Hà liền phản ứng. Anh im đi. Sao anh tàn nhẫn thế? Trời ơi, đàn ông là như thế đấy. Cũng chẳng khác gì con gà ăn xong là quẹt mỏ rồi chạy nhảy tung tăng. Phải rồi, tôi dại dột, tôi ngu. Ôi, cuộc đời! Ôi, số phận! Tư Hà bật khóc tức tưởi. Chị chống một tay lên má nhìn ra khoảng rừng xác xơ, như muốn tìm lại cái xanh tươi ríu rít rừng rực của tuổi thanh xuân thuở nào. Phải rồi, chỉ có các anh là sung sướng. Nhưng hãy hiểu cho rằng, đàn bà tụi tôi chỉ yêu có một lần. Chỉ có một lần ái ân, mà sau đó không thể nào quên. Có khi chết dần chết mòn sau cái lần oái oăm oan nghiệt ấy. Có còn sống cũng như đã chết. Nó cứ héo hon, lơ lửng nhớ thương. Làm việc gì ở đâu cũng nhớ đến cái lúc ấy. Hơi thở nồng nàn ấy, gương mặt ấy. Bên cạnh tiếng chim kêu, lá rừng xào xạc. Nó như một cái đinh đóng chặt vào trái tim, không thể gỡ ra nổi. Càng cựa quậy, càng thổn thức, càng nhói đau, nhung nhớ đến tái tê. Sau cái lần ấy, tôi chẳng còn yêu ai được nữa. Cứ héo hon chờ đợi vu vơ, biết rằng những gì mình trông mong là ảo vọng, nhưng lại vẫn cứ hy vọng. Thế là lại lấy công việc, lấy hoài niệm, làm niềm vui, sự an ủi để né tránh, để lãng quên. Nhưng nào có quên được. Cũng có lúc muốn biến anh thành kẻ thù của sự bội bạc để căm tức, để chấm dứt một thời bồng bột, mộng mơ hão huyền, để nguôi ngoai, để tìm kiếm niềm vui mới. Nhưng không thể đánh lừa nổi ký ức. Thực ra, anh cũng chẳng có lỗi gì cả. Chiến tranh mà. Bây giờ tôi mới thấm thía câu trai thời loạn, gái thời bình. Chuyện gái trai của đàn ông các anh trong chiến tranh có lẽ như thứ gia vị của cuộc đời. Có nó để thêm chút đậm đà. Thế rồi lại phấn đấu vươn lên, sinh tử với kẻ thù. Cái chính là lập công, là chiến tích, để rồi hãnh diện, để rồi đấu đá nhau bằng chính máu xương của mình, của đồng đội mình. Chỉ đến khi thất bại ê chề, cay đắng tột cùng mới chịu dừng lại. Đau đớn nghĩ vậy, nhưng Tư Hà không nói ra. Bỗng chị quấn quáng, lau vội nước mắt. Thôi chết, anh thông cảm, uống nước đi, tôi lơ đãng quá. Thôi, em đừng khóc nữa. Quyết bỗng đưa tay lên ấp vào ngực mình, đầu gục xuống, buột ra câu nói nhát gừng quặn thắt. Nhưng có lẽ em cố gắng vươn lên một chút trong công tác, đó sẽ là điểm sáng cho cả tình yêu và sự nghiệp. Chứ ai lại lủi thủi một mình nơi rừng sâu heo hút, còn làm một mụ lăng băm chai lọ, lá lung lỉnh kỉnh. Đúng là đàn bà. Trời ơi, anh chẳng hiểu gì cả. Thôi, anh ngồi chơi chờ chút xíu, tôi đi pha nước lạc tiên cho mà uống. Tư Hà cầm chiếc bình vào bếp, vừa pha nước, vừa suy nghĩ tức tưởi một mình. Anh lầm to rồi, Quyết ạ. Sau Hòa Bình, tôi đã từng làm phó bí thư huyện ủy, cũng đã từng nghĩ đến những chuyện to tát lớn lao, ông này bà kia. Đàn ông làm được, sao ta lại không làm được? Và thất bại, chán trường cũng chính từ suy nghĩ ấy. Để đảm đương được công việc, tôi đã tự đánh mất mình. Tôi chẳng còn là người phụ nữ nữa. Cũng gắt gỏng quát tháo, bặm trợn, đấu đá, nhậu nhẹt. Và đặc biệt cũng đã biết giả dối. Thật nực cười cho những sai lầm không nên có. Có một lần sau cuộc phê phán đấu đá nhau, thanh toán nhau, lúc giải lao, một ông già làm cái nghề quét nhà, lau ấm chén ở cơ quan, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Cô Tư này, trong tất cả các cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực, tội nghiệp nhất là gương mặt của những người đàn bà đẹp. Chao ôi, thế đó.
xét cho cùng thực ra, cái ghế nó điều chỉnh mình, nó làm hư mình, cứ giữ cũng không được. Lúc ngẩng mặt lên nhìn đời, chợt nghĩ đến chuyện riêng tư của mình, cũng phải biết cơ hội một chút. Cho dù cái cơ hội chỉ là tranh thủ, sao cho kiếm được một tấm chồng để mà nương tựa vào nhau trong cuộc sống. Nhưng than ôi, con gái có thì. Các cụ đã dạy rồi, mình lại cố cưỡng lại, định thay đổi, định khẳng định. Nhưng cái quy luật của tạo hóa đã ụp xuống đầu. Những người mà mình ưng ý một chút, cũng có thể nói lại hơi yêu yêu một chút, thì họ đã có gia đình, vợ con đàng hoàng. Có bám lấy cũng chỉ làm trò vui cho họ. Còn cố lấy những người mà mình không yêu, không ưng ý, thì làm sao có được hạnh phúc? Chao ôi, những lúc ấy lại nhớ tới anh. Thực ra cũng không hoàn toàn là nhớ tới anh, mà nhớ tới cái đêm trăng vằng vặc, cái tiếng chim kêu, tiếng suối chảy róc rách, tiếng cót két xào xạc của những bụi tre rừng. Bên cạnh sự ái ân nồng thắm, cái hiến dâng trao gửi trọn vẹn, không hề hối tiếc, mà suốt cuộc đời chẳng bao giờ và ở nơi nào có được. Thế rồi, tôi tìm đến đây, những kỷ niệm xưa như một bàn tay diệu kỳ, cứ xoa nhẹ dần, nâng đỡ, làm vơi dần, dịu đi những nỗi đau, những mất mát mà không ở đâu có thể làm nổi. Thế mà đã quá nửa đời người. Tư Hà từ bếp đi ra, giống như chị đã quên đi mọi chuyện hờn trách trên đời. Chị nghiêng bình rót nước ra chén, nhìn dòng nước vàng đậm bốc hơi nghi ngút, thủng thẳng. Nước này uống vào tha hồ mà ngủ. Bây giờ anh có hay bị mất ngủ không? Tôi ngày nào cũng phải uống nó, không uống khó ngủ lắm. Tư Hà lại miên man theo dòng ký ức. Anh bảo tại sao tôi lại chui rúc ở cái xó xỉnh rừng rú này? Chẳng qua thích thì ở thôi. Những năm sống ở cái xó xỉnh này cũng đã nhiều lần tôi được nghe những bài hát của anh trên đài. Nhạc Trần Quyết, lời thơ Diệu Hà. Chao ơi, nghe mùi mẫn quá. Có lẽ đó cũng là một thông điệp để anh báo cho tôi là vẫn nhớ tới tôi. Càng nghe những bài hát như thế lại càng buồn, nước mắt lại trào ra. Cũng có lần tôi đến hội văn nghệ định tìm hiểu tung tích về anh, nhưng lại quay về. Vì có lẽ cuộc sống của anh bây giờ đang hạnh phúc. Gặp nhau thêm khổ, thêm sầu, thêm khó xử. Thôi thì sự đã rồi, một mình chịu đựng có sao đâu. Nhìn đôi mắt, gương mặt Tư Hà và những gì lúng túng của chị, Quyết thở dài. Trời ơi, Tư Hà, hình như em có điều gì giấu anh. Sao em lại như thế? Quyết thầm nghĩ. Tư Hà tự làm khổ mình. Anh không ngờ tình cảm của người phụ nữ lại quá phức tạp đến như thế. Em hãy thông cảm cho anh, tha tội cho anh. Ừ, có lẽ anh đã lãng quên. Quyết rút chiếc khăn tay trong túi ra, lau khô những giọt nước mắt trên má Tư Hà. Vừa lau vừa bối rối, vòng vo, nói đi nói lại một câu cụt nguồn. Thôi mà, hãy tha thứ cho anh. Chiếc khăn tay ướt đầm nước mắt, nó là minh chứng cho tất cả những buồn tủi, khổ đau, uất ức của Tư Hà. Trong những giọt nước được tiết ra từ nơi sâu thẳm của cuộc đời, đặc quánh những cay chua mặn chát ấy, còn gói cả sự lãng quên, phụ bạc của những người khác. Nó làm cho trái tim Quyết nhói đau. Anh muốn thanh minh tất cả những gì gọi là lỗi lầm, phụ bạc. Thực ra, nó mới chỉ là một sự lơ đãng, lãng quên. Mà lý do của nó là hoàn toàn của riêng anh. Nhưng cũng giống lý do của bao người lính khác sau tất cả các cuộc chiến tranh. Cũng có thể là lời thanh minh, biện bạch. Liệu có cần nói ra? Tư Hà ơi, sau chiến tranh, anh cũng đã tìm em. Nhưng cuốn sổ tay ghi địa chỉ của em và bao nhiêu đồng đội khác đã mất trong trận đánh cuối cùng khi đơn vị anh tham gia giải phóng Xuân Lộc.
Thế là đành chấp nhận sự lãng quên, mà sự lãng quên ấy có thể làm thiệt thòi khổ ải đến bao người đã từng một thời thủy chung gắn bó. Để bù đắp lại sai lầm đó, sau này anh cố gắng ngợi ca họ, tôn vinh họ bằng những lời lẽ, vần điệu, cung bậc dịu êm như một lời du, để họ tiếp tục cống hiến, để làm yên lòng những mất mát hy sinh. Nhưng anh đã lầm. Những trái tim lớn và nhân hậu không cần những lời du, mà cần một cái gì đó minh bạch hơn, lớn lao hơn. Trời ơi! Thì ra ngợi ca không đúng, khen không đúng chỉ càng khoét thêm nỗi đau, đẫm thêm nước mắt. Hãy tha tội cho anh. Nghĩ vậy, nhưng quyết không nói ra. Anh vo chiếc khăn tay bỏ vào túi, nhìn Tư Hà âu yếm. Thôi, chúng ta đừng nhắc đến quá khứ nữa. Nói chuyện gì cho vui đi. Để chủ động chuyển câu chuyện sang hướng khác, Quyết đứng dậy đi lại trong nhà cho khuây khỏa. Bỗng anh dừng lại ở một tấm hình, chỉ vào đó và hớn hở. Tư Hà này, tấm hình của anh lúc trẻ phải không? Trông được đấy nhỉ? Nhưng làm thế nào mà em lại ghép được anh vào dưới gốc cây bằng lăng này? Hồi đó chúng ta làm gì có máy ảnh, mà anh chưa hề chụp ảnh trong rừng. Trời ơi! Tư Hà chỉ buột được lên một tiếng thở dài não ruột, rồi nhìn xoáy vào mặt Quyết, cái nhìn sắc lạnh, lặng ngắt, khiến anh bối rối. Chị nghĩ trong đầu, Quyết ơi, anh không có chút linh cảm nào ư? Cái linh cảm của máu mủ ruột già khi nhìn thấy hình bóng của nhau. Trời ơi, con trai anh đấy, kết quả của một lần duy nhất ta trao gửi cho nhau. Bây giờ, nó là bác sĩ đang công tác ở một bệnh viện lớn trên thành phố. Anh có biết rằng vì nó mà em chịu bao đắng cay tủi nhục không? Nó cũng đồng nghĩa với quả đấm cuối cùng mà địch thủ dành cho em. Tôi xin hỏi các đồng chí nhé. Một cán bộ đảng viên, một phó bí thư, không chồng mà có con. Như vậy phẩm chất cách mạng ở chỗ nào? Thế đấy, người phụ nữ bình thường như em không sao có thể chịu đựng nổi những quả đấm kiểu như thế. Nhưng cũng nhờ nó, cái thằng con không cha ấy mà em sống được đến ngày nay, cái điểm tựa vững vàng nhất của cuộc đời. Nhưng thôi, nói ra làm gì, không khéo vì nó mà lại làm tan vỡ hạnh phúc của gia đình anh. Anh sẽ còn phải đến đây nếu như là một con người có tình cảm, có nhân cách. Nghĩ thế, nhưng Tư Hà để trong bụng không nói ra, chỉ lại ấp úng mấy câu. Trời ơi! Hình đó mà anh nói là hình ghép à? Anh chẳng có linh tính gì cả. Tiếng cười nói hỏi han ríu rít bên ngoài, làm cắt ngang câu chuyện của Tư Hà và Quyết. Cả hai người cùng nhìn ra sân. Một tốp hơn chục người đang đi vào. Họ ra cửa đón khách. Nhìn thấy Quyết, một cô gái trẻ reo lên. Ủa, chú Quyết nhạc sĩ, chú cũng lên đây bốc thuốc à? Không, thuốc thang gì, chú đi thực tế sáng tác. À phải rồi, cô gái gật gù, chú đang tham gia cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về chiến khu D chứ gì. Cả tháng nay, TV thông báo hoài, cháu mà biết sáng tác, cháu cũng tham gia. Thế cháu đi du lịch về nguồn à? Không, cháu đi hốt thuốc cho ba cháu. Ông sắp đi họp Hà Nội, thúc cháu lên đây hốt thuốc để mang theo uống. Ba cháu mới theo uống được nửa tháng mà bị đỡ nhiều. Một bà già đang bỏm bẻm nhai trầu, vứt miếng bã trầu ra cửa thủng thẳng nói. Thuốc của cô Tư đây tốt lắm, chữa cho nhiều người khỏi. Thằng nhỏ tôi mãi tận nước ngoài, nó qua đó cả chục năm rồi lận, bệnh cũ tái phát. Mới điện về bảo lên đây hốt cho được thuốc cô Tư, rồi gửi qua bên đó rồi. Hồi xưa, nó uống thuốc của cô ấy đã khỏi rồi. Quyết nhìn Tư Hà bốc thuốc cho từng người. Càng về trưa, người đến càng đông. Chán chị vã mồ hôi. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Quyết, nét mặt không được vui. Anh đoán chị còn giận anh lắm. Tư Hà, chắc em giận anh nhiều lắm. Nhưng hãy thông cảm cho anh, do hoàn cảnh khách quan cả. Anh đâu muốn như thế.
Em là một con người tuyệt vời, sống trọn vẹn trước sau, mà những loại người hờ hững như anh khi nhận ra sự thật chỉ biết ân hận, cho dù là sự ân hận muộn màng. Nghĩ thế, nhưng quyết chỉ để bụng mà không nói ra. Sở dĩ tôi biết được những gì chỉ để bụng mà không nói ra của Hai Quyết và Tư Hà là do cô gái trẻ hôm đến hốt thuốc cho ba mang đi Hà Nội uống kể lại. Sau vài ngày đoàn văn nghệ sĩ của tỉnh đi tham quan thực tế ở chiến khu D về, cô gái mang đến một chùm thơ nhờ tôi gửi cho nhạc sĩ Trần Quyết phổ nhạc. Cô còn dặn tôi nói với nhạc sĩ, nếu phổ nhạc được, có nhuận bút là phải cưa đôi, vì tụi cháu bây giờ ưa sòng phẳng. Trước lúc ra về, cô còn nói với tôi rất nhiều về sự khác nhau, giống nhau giữa hai thế hệ chú cháu, và có những điều khiến tôi phải suy nghĩ. Người lớn kỳ thiệt đó, như cô Tư Hà và chú Quyết, toàn những người tốt nhưng cứ làm khổ nhau. Chung quy lại cũng chỉ tại những cái để bụng mà không nói ra. Trước tiên có thể thấy sự thờ ơ quên lãng của con người gắn với sự vô trách nhiệm. Nhân vật nhạc sĩ Quyết trong tác phẩm xét đến cùng chưa hẳn đã là người xấu, nhưng có lẽ mọi sự ngợi ca không đúng lúc và không đúng chỗ cũng sai lầm và gây ra những tác hại cũng như những đau khổ ngang với sự thờ ơ lãng quên của người đời. Nhân vật Tư Hà chỉ là một trong rất nhiều gương mặt phụ nữ đã đi qua chiến tranh. Ở người phụ nữ này có tất cả những niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, sự mong chờ, đau khổ và thất vọng. Có nhà văn nước ngoài đã nói chiến tranh không có gương mặt người phụ nữ. Nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn, khi nhà văn Chu Lai được hỏi trong chiến tranh điều gì ám ảnh ông nhất, thì nhà văn trả lời, con gái. Con gái làm mềm cuộc chiến tranh. Con gái làm xanh lại chết chóc. Con gái làm tác phẩm nghệ thuật trở nên giàu có. Nhân vật Tư Hà trong truyện ngắn Chuyện Tình Suối Vắng chỉ tìm thấy mình và chỉ thực sự là mình khi trở lại đời sống dĩ vãng của chiến tranh. Quá khứ luôn ám ảnh Tư Hà, trong khi hiện tại bộn bề khiến chị khó dung hòa được. Nhưng sâu xa, như lời một ông già trong cơ quan của Tư Hà, thì trong tất cả các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, tội nghiệp nhất là gương mặt của những người đàn bà đẹp. Nhà văn chú ý khai thác tâm lý nhân vật, đặc biệt ở những đoạn độc thoại nội tâm, để bụng mà không nói ra. Mà đã không nói ra thì thật khó hiểu nhau được. Đó cũng là dụng ý của người viết. Tuy nhiên, việc để Quyết trở lại nơi cũ, gặp lại ngay người xưa, dường như mang tính sắp đặt chủ quan của tác giả. Tình huống này chưa thật hợp lý. Dẫu vậy, tuy khai thác đề tài khá quen thuộc, chuyện ngắn Chuyện Tình Suối Vắng của nhà văn Phạm Thanh Quang đã thêm một lần nhắc đến những kỷ niệm đáng trân trọng, đáng lưu giữ cùng tình cảm sâu sắc không thể nguôi quên của những người đã đi qua chiến tranh, chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.